Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa ban hành quyết định phê duyệt dự án đóng cửa bãi rác Cam Ly P. 5 TP, Đà Lạt với tổng kinh phí hơn 48 tỷ đồng. Ngày 22 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa ban hành quyết định phê duyệt dự án đóng cửa bãi rác Cam Ly P. 5 TP, Đà Lạt với tổng kinh phí hơn 48 tỷ đồng. Dự án do Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt làm chủ đầu tư và Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt thực hiện trong thời hạn từ nay đến năm 2022 gồm nhiều hạng mục đầu tư, trong đó đơn vị thi công sẽ triển khai hoàn nguyên bãi rác với diện tích san gạt trên 130.201 m², phủ bạt ni lông với diện tích 137.320 m², trồng trên 153.000 m² cỏ, đồng thời xây dựng các hạng mục kè chắn rác, mương thoát nước, mương ngầm thoát nước rỉ của rác, bể dự trữ nước rỉ rác, trạm điều hành, trạm xử lý nước thải rác. Như thanh niên phản ánh, hàng chục năm nay, bãi rác Cam Ly mỗi ngày tiếp nhận khoảng 200 đến 250 tấn chất thải rắn của TP Đà Lạt và H. Lạc Dương, rác được xử lý theo hình thức phun thuốc, giải vôi và chôn lấp. Sở TNMT Lâm Đồng cho biết theo quyết định 64 của Thủ tướng thì bãi rác này có tên trong danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần đóng cửa khẩn cấp. Từ tháng 7 năm 2015, khi nhà máy rác Đà Lạt tại xã Xuân Trường, Đà Lạt đi vào hoạt động thì bãi rác Cam Ly được lệnh đóng cửa. Tuy nhiên, do đầu tư thiếu đồng bộ, chỉ thời gian ngắn nhà máy rác Đà Lạt bị tồn đọng hàng chục ngàn tấn rác, do đó rác thải tiếp tục được tập kết và chôn lấp tại bãi rác Cam Ly. Do lượng rác quá lớn nên vào mùa mưa, bãi rác Cam Ly hai lần xảy ra sạt trượt núi rác nghiêm trọng, rác kéo dài hơn 1 km vùi lấp nhà kính, hoa màu của người dân. Cuối năm 2019, bãi rác này xảy ra cháy lớn gây ô nhiễm môi trường toàn TP Đà Lạt nhiều ngày liền.